Chào mừng quý vị khán giả và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Theo dòng sử Việt trên kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, như tất cả quý vị đều đã biết, vào đầu thế kỷ 16, trên bầu trời lịch sử dân tộc Việt Nam xuất hiện những nhân vật hết sức đặc biệt. Bởi vì đấy là một thời kỳ rối loạn cuối thời Lê sơ và nhà Mạc lấy ngôi nhà lê mở ra một vương triều mới và trong cơn binh biến của lịch sử đó xuất hiện một khái niệm đó là vua lê chúa trịnh và chúng ta thường hỏi nhau một câu ai là chúa trịnh đầu tiên trong lịch sử khi hỏi câu đó nhiều người trong chúng ta sẽ lập tức nghĩ đến trịnh kiểm Quả thực, Trịnh Kiểm, con rể của Nguyễn Kim, là người đã tạo dựng ra cả một hệ thống các chúa Trịnh sau này. Và Trịnh Kiểm được suy tôn là Thế Tổ Minh Khang Thái Vương. Thưa quý vị, căn cứ vào suy tôn đó, Thế Tổ, cho nên nhiều người trong chúng ta coi Trịnh Kiểm là chúa trịnh đầu tiên tuy nhiên ở đây thì có một chút à, thông tin mà chúng ta cần nhìn nhận cho rành mạch đó là tước hiệu thế tổ minh khang thái vương là được người đời sau suy tôn mà thôi còn thực tế khi mà còn tại vị thì trịnh kiểm được vua lê phong là thái sư lang quốc công tức là đứng đầu triều chính nhưng tước vương thì không và bản thân trịnh kiểm cũng không xưng chúa cho nên về mặt danh nghĩa về mặt chính thống về mặt danh chính ngôn thuận thì chúa trịnh đầu tiên trong lịch sử không phải là trịnh kiểm mà là con của trịnh kiểm tức là trịnh tùng một người được ví như tàu tháo của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta hiểu đấy là về mặt lý thuyết mà thôi. Còn ai cũng hiểu Trịnh Kiểm là người khai nguyên ra các chúa Trịnh và mở đầu cho một giai đoạn vua Lê chúa Trịnh trong lịch sử dân tộc. Thưa quý vị, Trịnh Kiểm quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và tuổi thơ của Trịnh Kiểm có rất nhiều những câu chuyện hoặc là ghi chép lịch sử hoặc là những câu chuyện dân gian mà quý vị đã biết và đã nghe. Ví dụ như Trịnh Kiểm mồ côi cha từ năm 6 tuổi, cho nên sống một tuổi thơ nghèo khó, cơ cực bên một người mẹ và nhiều quan điểm câu chuyện dân gian nói rằng Trịnh Kiểm là một người con hiếu thảo với mẹ, làm tất cả mọi việc để cho mẹ vừa lòng. Trong đó có một giai thoại về việc mẹ của Trịnh Kiểm rất thích ăn gà và Trịnh Kiểm thì sẵn sàng đi ăn cắp gà của hàng xóm cho mẹ của mình ăn. Thưa quý vị, nhưng đây là những giai thoại và chúng ta không thể nào kiểm chứng được những giai thoại như vậy. Chúng ta chỉ có thể nói rằng Trịnh Kiểm là một người con hết lòng với mẹ. Và đến năm 16 tuổi thì một bước ngoặt cuộc đời của Trịnh Kiểm đã diễn ra khi mẹ của ông đã mất. Và kể từ đó thì Trịnh Kiểm lang thang đi chăn ngựa cho nhà giàu. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng sau khi Mạc Đăng Dung lấy ngôi của nhà Lê thì một vị tướng của nhà Lê là Nguyễn Kim đã dựng một ngọn cờ là Phù Lê Diệt Mạc. Và Trịnh Kiểm đã lập tức đi theo Nguyễn Kim để mà thực hiện cái sứ mệnh Phò Lê Diệt Mạc đó. Và ở những clip trước, chúng ta đã nói đến câu chuyện cái sứ mệnh của mình đang ở giữa con đường thì Nguyễn Kim bị một hàng tướng đầu độc chết ở đây sẽ xảy ra một chi tiết khiến cho chúng ta phải suy nghĩ nguyễn kim có hai người con trai là nguyễn uông và nguyễn hoàng vậy về lý mà suy xét theo quý vị sau khi nguyễn kim ra đi quyền bính lúc đó phải thuộc về ai chắc chắn về lý tất cả chúng ta đều nghĩ nó phải thuộc về người con cả nguyễn uông ấy thế mà cuối cùng quyền lực không thuộc về nguyễn uông mà lại thuộc về con rể của nguyễn kim và cũng là một người phò tá nguyễn kim rất mực trung thành đó là trịnh kiểm chi tiết này cho thấy trịnh kiểm có tiếng nói như thế nào và khôn khéo như thế nào để mà có thể thống xoái làm chủ binh quyền sau khi nguyễn kim ra đi và còn một chi tiết nữa đó là lo sợ nguyễn uông sẽ đe dọa đến quyền bính của mình cho nên trịnh kiểm đã tìm mọi cách để cuối cùng sát hại nguyễn uông người con thứ hai của nguyễn kim là nguyễn hoàng thì như quý vị đều đã biết bị đẩy vào vùng thuận hóa và như vậy trịnh kiểm yên tâm cầm quyền bính trong tay Thưa quý vị, có một dấu mốc rất quan trọng trong sự nghiệp chính trị của Trịnh Kiểm và đây cũng có thể nói là một dấu ấn của Trịnh Kiểm trong quá trình Trung hưng nhà Lê. Đó là năm 1546, Trịnh Kiểm đã cho lập kinh đô tạm thời của nhà Lê ở Vạn Lại, thuộc Thọ Xuân, Thanh Hóa bây giờ việc nhà lê lúc đó có một kinh đô là một điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi có một kinh đô thì cũng đồng thời nói với nhà minh trung quốc rằng tôi vẫn còn đây nhà lê vẫn còn đây chứ không phải đã mất hoàn toàn sau khi bị mạc đăng dung lấy ngôi và việc tạo ra một kinh đô tạm thời một kinh đô kháng chiến có thể nói như vậy góp phần vô cùng quan trọng cho sự nghiệp trung hưng nhà lê mà lúc đó trịnh kiểm là ngọn cờ đầu thưa quý vị ở kinh đô vạn lại thì theo nhận định của trịnh kiểm là một khu vực địa lý mà vừa tựa vào núi vừa có sông trước mặt cho nên đấy là khu vực mà ông cho đào lũy đắp lũy xây thành và tạo ra hành điện cho các vua lê làm việc ở vạn lại vì vậy trở thành một kinh đô kháng chiến đã hút được nhân tài bốn phương thậm chí hút được cả những người vốn đang theo nhà mạc nhưng cuối cùng vì bất mãn cho nên bỏ nhà mạc về kinh đô vạn lại để mà đầu quân dưới trướng của vua lê chúa trịnh và ở kinh đô vạn lại cũng đã chứng kiến những sự kiện rất quan trọng trong thời kỳ trung hưng nhà lê đó là sự kiện vua trang tông băng hà đó là sự kiện vua trung tông đăng quang và điều đặc biệt là ở kinh đô kháng chiến vạn lại thì nhà lê trung hưng cũng đã bình tĩnh tổ chức được 7 khoa thi. Cho nên sau này đó, trong 82 cái bia tiến sĩ có ở Văn Miếu thì có 7 cái bia tiến sĩ nói về những người đã đỗ đạt tiến sĩ chính ở giai đoạn thi cử tại Kinh Đô Vạn Lại. Thưa quý vị, năm 1593, con của Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng chính thức đánh được nhà Mạc ở Thăng Long và toàn bộ vua Lê Chúa Trịnh rời kinh đô vạn lại về Thăng Long. Lúc đó, kinh đô vạn lại đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử với thời gian kéo dài là 47 năm. Như vậy, việc cho lập kinh đô vạn lại để tạo ra một căn cứ, để tạo ra một địa thế, để tạo ra một tính chính nghĩa, phục vụ sự nghiệp trung hưng là một dấu ấn rất sắc sảo của Trịnh Kiểm trong sự nghiệp chính trị của ông cũng như trong lịch sử Trung hưng nhà Lê mà ông theo đuổi. Thưa quý vị, điều thứ hai đáng suy nghĩ về Trịnh Kiểm, đó là vào khoảng những năm 1556 khi mà vua Trung tâm mất thì có một bài toán rất lớn được đặt ra. Trịnh Kiểm có nên chính thức đăng quang làm vua hay không nếu muốn ông hoàn toàn có thể làm được điều đó bởi vì thực chất quyền lực lúc đó nằm hoàn toàn trong tay trịnh kiểm nhưng cuối cùng trịnh kiểm đã không lên ngôi tại sao lại như vậy trong clip trước chúng tôi đã nói đến một câu chuyện là trịnh kiểm đã cho người xin ý kiến của trạng trình nguyễn bình khiêm và nhận được một lời khuyên là vào chùa thờ phật thì ăn oản nhưng bên cạnh câu chuyện của trạng trình nguyễn bình khiêm với một lời khuyên như vậy ở đây chắc chắn trịnh kiểm đã có những phân tích sâu xa về chính trị để mà quyết định không lên ngôi chúng ta hiểu một điều trịnh kiểm đi theo ngọn cờ là phù lê diệt mạc chỉ trích nhà mạc đã cướp ngôi của nhà lê nếu như mình bây giờ lại cũng xóa ngôi nhà lê và cướp ngôi của vua lê giống như nhà mạc thì toàn bộ cái tính chính nghĩa ít nhất là ở phương diện lý thuyết mà trịnh kiểm theo đuổi sẽ sụp đổ và như vậy cả một sự nghiệp cả một cơ đồ có nguy cơ tan tành mây khói cho nên đây là một tính toán chiến lược hết sức chu toàn hết sức cẩn thận và cái tính toán chiến lược đó nó là cái bản lề để toàn bộ những chúa trịnh sau này theo đuổi không một chúa trịnh nào lên ngôi không một chúa trịnh nào cướp ngôi không một chúa trịnh nào đăng quang dù thực chất thì họ có quyền lực không khác gì vua nếu như không muốn nói là còn hơn vua những ông vua lê bù nhìn trong cái chiều chính của lịch sử lúc đó. Và đây chính là một dấu ấn nữa của trịnh kiểm trong lịch sử của các chúa Trịnh ở thời kỳ hết sức nhạy cảm vua Lê chúa Trịnh trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, nói về Trịnh kiểm chúng ta còn rất nhiều những câu chuyện hoặc là ghi chép lịch sử hoặc là ghi chép dân gian nhưng chúng tôi tạm dừng ở những điểm mấu chốt nhất và đáng suy nghĩ nhất mà thôi chúng tôi xin nhắc lại về lý thì chúa trịnh đầu tiên phải là trịnh tùng con của trịnh kiểm nhưng trên thực tế thì trịnh kiểm chính là người đã khai nguyên đã mở ròng để tạo ra các chúa trịnh trong một giai đoạn vua Lê Chúa Trịnh của lịch sử Việt Nam. Hy vọng là một vài những tổng kết hết sức cơ bản về người đã thực chất mở ra một giai đoạn Chúa Trịnh kéo dài hàng trăm năm trong lịch sử dân tộc. Cũng giúp quý vị, đặc biệt là những bạn trẻ của kênh youtube Nhà báo Phan Đăng có thể đồng cảm và suy ngẫm ít nhiều chúng tôi tin rằng quý vị khán giả sẽ còn phải theo dõi nhiều nguồn sử nữa và sẽ còn phải suy ngẫm nhiều điều nữa của riêng quý vị trong quá trình mà chúng ta đi tìm một đáp số tương đối về một nhân vật lịch sử cũng đầy cá tính như Trịnh Kiệt. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị luôn luôn quan tâm theo dõi các clip lịch sử với những suy ngẫm lịch sử mà chúng tôi gợi mở trên kênh youtube nhà báo phan đăng xin chào và hẹn gặp trở lại quý vị vào những clip tới đây